một vùng mây trắng bay đi tìm nhau chẳng còn thấy đâu, mắt đã hoen sầu vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối, áo em về rơi, nhạt nhòa nét môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình. Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đổ bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rát gió, gió reo mùa đông, chìm trong giá băng, bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sâu, muôn kiếp về sau. Như loài chim ngang, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điều tàn. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ta không ai, hãy vẫn tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong. Như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt xa trên đường xa. Bao là tình thâm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha
mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào quất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Thương nhau, thương nhau, thương nhau. Đó là ca sĩ Elvis Phương với liên khúc Tôi Muốn Yêu Người Yêu Đời Và Thương Nhau Ngày Mưa. Xin chào anh, xin chào quý vị khán thính giả. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Và tôi cũng hy vọng hôm nay buổi trình diễn của tôi, bài hát này cũng là một ký ức vui vẻ cho tôi. Xin lỗi quý vị, đây nóng, thành ra cứ cởi trần ngủ, thành ra bị cảm. Thành ra anh Sâm có hỏi thì hỏi ít thôi. Dạ. Tính tôi thích nói đùa, thành ra quý vị có tin hay không tin là tùy quý vị khán giả thôi. Nhưng mà tôi không ngờ là ngày hôm nay tôi lại đứng trên sân khấu ở Việt Nam. Và thưa anh, thì khán giả đang muốn nghe xem là anh có chia sẻ một chút gì đó về những cái kỷ niệm trong những năm tháng mà anh hoạt động, kể cả hải ngoại cũng như những lần mà anh về Việt Nam. Thực sự một người ca sĩ thì nhiều kỷ niệm lắm. Chẳng hạn như kỷ niệm cách ly ở trong khách sạn, mà sáng là phải xuống để xét nghiệm. Thì có hai em xét nghiệm cho tôi. Xét nghiệm xong tôi bước ra thì cô bé nói là nếu hôm nay không phải là Covid thì cháu đã xin chú chữ ký. Tôi thấy cái đó rất là dễ thương. Tôi thích hơn là khen tôi hát. Là vì tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi là một người hát hay hết. Hát được và may mắn. Thành ra nhưng mà có những cái kỷ niệm hồn nhiên như vậy tôi rất vui. Dạ. Hay là lần tôi đi Úc, hai vợ chồng dẫn một em đứa con gái 8 tuổi tới, bảo cháu mắc cỡ không dám nói với anh, nhưng mà nhờ tôi nói yêu cầu anh hát bài. Bài đó rất ít người yêu cầu, và bài đó là một bài tôi rất thích trong cái âm nhạc của tôi. Và khi mà người ta đã biết một cái bài mà ít người khác biết hoặc ít người khác thích thì chứng tỏ người ta theo dõi anh sát sao lắm. Có thể vậy, mà có thể là tình cờ nữa. Là vì lâu lắm rồi, cái đó là cái CD đầu tiên của tôi từ lúc tôi ở Hawaii trở về lại đất liền. Vâng. Và diễn ở rất nhiều sân khấu ở hải ngoại, thì có cái lần lưu diễn nào nó xảy ra một cái sự cố gì đấy, hoặc là nó có những cái kỷ niệm nào đấy đặc biệt với anh không? Cũng có, chẳng hạn như là vắng quá bầu show không trả tiền nhỉ? Có cả chuyện đấy hay là anh lại nói đùa? Cái đó cũng hay xảy ra lắm. Dạ. Thành ra anh cũng muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà cái đó là một trong những sự cố mà ca sĩ sợ nhất. Dạ. Nhưng mà ví dụ như mà anh mà có cái dịp nào hợp tác mà chị Hồng Vân ở đây mà cô mà làm bầu show thì anh yên tâm 100% đi. Có khi cô ký một nhưng mà đến khi cô trả mình có khi gấp đôi gấp ba. Tôi biết là Hồng Vân và nghe tiếng Hồng Vân trước khi tôi về Việt Nam. Dạ, em cảm ơn anh. Kịch. Trời ơi, em nói thiệt. Xin mời. Hôm nay lần đầu tiên mà em nghe anh tâm sự với lại chia sẻ vậy, thì em không ngờ là anh quá duyên dáng luôn. Thì hôm nay có mọi người đây thì cũng kể cho mọi người nghe luôn là hồi đó Hồng Đào với Hồng Vân là các anh chị nhà báo thì đặt là kiều nữ lằng hài. Thì hai bà cô này là mê anh Tuấn Ngọc, mê ơi là mê. Bà Hồng Đào bà có những hôm bà ngồi thẫn thờ 5B á, bà ngồi xong rồi bà nghe nhạc của anh đó, nghe xong bà Hồng Đào bà nói chứ trời ơi Vân ơi, ước gì trời ơi, tao chỉ cần tao gặp ổng xong rồi ổng cười với tao thì tao sẽ lấy Quang Minh ngay. Hồng Đào là giỡn. Hồng Đào, Hồng Đào, tức là Hồng Đào nói là cái con mà dám nói ra, còn em không dám nói anh Ngọc. Thế là một ngày nọ bà đi nước ngoài, lá thư đầu tiên bà gửi về cho em, bà nói Vân ơi, tao đã gặp được Tuấn Ngọc rồi. Đó là cái điều bà khoe với em.
Đó, thế còn trong gia đình em á, thì là em có thằng em trai, nó mê anh đến cái độ mà em không biết sao cái mặt nó giống mặt anh lắm luôn. Em thề với anh luôn, là đây anh Minh Hoàng chứng kiến, nó giống anh lắm. Bây giờ nó vẫn ốm như anh, cái mặt nó cũng xương xương như anh ha. Rồi không biết sao mà thằng Trê Phi con trai em nó giống anh luôn. Cái đó tôi xác nhận. Anh Hoàng xác nhận. Cả con trai anh nữa. Cả em lẫn con trai đều giống anh Tuấn Ngọc. Mà đều mê nhạc của anh Tuấn Ngọc mà hát, rồi bắt chước cái giọng anh Ngọc luôn. Con trai của Hồng Vân đó hả? Dạ. Có đẹp trai không? Nó đẹp trai, nó đẹp trai, dạ. Đẹp như anh hồi đó. cái hình này nè, anh chết người nè, em nói anh nghe là ngắm hoài đó. Không, cái câu chuyện của Hồng Vân ấy, người ta nói thế này, người ta nói là trong lúc mà phụ nữ đang mang thai ấy, thai nhìn nó tác động từ lúc mà mới hình thành cơ, cho chứ không phải về sau nó mới bị ảnh hưởng đâu. Chắc là trong cái thời gian này thì cô lúc nào cũng nghĩ đến anh Tuấn Ngọc, cho nên là nó cũng ngấm dần và nó có cái sự giống. Tức là thằng bố em là lúc nào cũng là anh Tuấn Ngọc. Không, thì em nói con trai em cũng không, để em nói nghe nó dây chuyền á anh. Rồi cái thằng em trai em nó săn sóc em, nói chung là mọi thứ thì là nó cứ dây chuyền á anh. Cái tiếp cận với nó nhiều, cái nó giống ông cậu nó, mà ông cậu nó giống anh Tuấn Ngọc, thành ra là bắt cầu là con em giống anh. Và chúng ta cũng chưa có cái dịp để mà làm một cái cuộc điều tra là ở Việt Nam này có bao nhiêu người có con trai giống như anh Tuấn Ngọc, đúng không? Tôi chắc là nhiều lắm. Những người mê anh Tuấn Ngọc thì nhiều lắm. À, xin mời anh Minh Hoàng ạ. Vâng. Hạnh phúc lắm khi mà được gặp anh Tuấn Ngọc ở đây. Bởi vì thật ra không phải là phái nữ thần tượng anh đâu, mà ngay cả bản thân tôi khi còn trẻ tôi cũng rất hâm mộ anh. Và có lẽ là tôi biết anh từ trước năm 75. Tôi hay hát ở các phòng trà Việt Nam thôi. Hay là có khi tôi hát mà tôi không nhớ, là vì hát nhiều lắm. Hồi trước 75 là hát mỗi ngày. Có lẽ là tôi nhớ là tôi có xem anh hát ở trên truyền hình. Mà lúc đó truyền hình thì có, yeah. Vâng, đó thì phải nói là tôi hâm mộ anh từ anh cái thời trai trẻ của mình. Hồi xưa tôi đi hát tôi chỉ mong có một người nghĩ là mình hát hay là mình hạnh phúc rồi. Thành ra chẳng hạn như có anh nghĩ là tôi hát hay hay là anh cảm tình với tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn anh. Yeah. Anh đừng có nói là anh chỉ nghĩ là người hát hay, nhưng phải nói rằng trong anh các nam ca sĩ là anh quá hay. Thực sự hồi tôi mới học hát, mới đi hát, tôi cũng nghĩ về tôi như là anh nghĩ. Tôi nghĩ là tôi hát rất hay, nhưng mà cái tính của tôi là mỗi ngày tôi đều học. Tôi thích học, tôi thích cải tiến, tôi không thích đứng một chỗ. Thì càng học thì càng thấy mình dở. Khi thấy mình dở lại thấy mình càng may mắn, là vì được có những người khán giả như anh yêu mến. Không có những người khán giả như anh thì tôi không có còn đứng đây tôi hát được đến ngày hôm nay. BB Trần xin mời. Dạ, là ngày xưa đó, gia đình con rất là mê chú Tuấn Ngọc. Mà lúc đó mình còn nhỏ quá, mình nghe mình nói trời sao ai hát buồn quá, con không có nghe. Tới khi mà sau vài lần đổ vỡ trong tình yêu đó, thì con bắt đầu bị thấm từng lời ca, từng tiếng hát của chú Tuấn Ngọc. Thì lúc đó bắt đầu nghe, chỗ cảm thấy hay lắm. Nhiều khi mở karaoke cũng hát lại những cái bài của chú nữa. Và thích nhất những cái bài như là Riêng Một Góc Trời, rồi những cái bài bài không tên đó chú. Những cái bài không tên đặc biệt rất là thích. Cảm ơn. Dạ. Xin mời Dạ, anh Tuấn Ngọc, tại vì Hạnh Xuân thường hay gọi là anh, tại vì như là một người anh, một người đàn anh trong nghề. Thì thật sự ra là cái học hỏi là Hạnh Xuân học rất nhiều ở anh. Tại vì cái lúc mà đi chung show á, thì thường thường á, anh Tuấn có một cái hay là ảnh rất là quan sát và có thể là ảnh sẽ góp ý để mình có thể mạnh dạn phát huy hơn. Thì cái ngày hôm nay thì nghe những lời tâm tình của anh thì cảm ơn anh rất là nhiều. Đã có rất là nhiều lần anh Tuấn Ngọc đã góp ý cho Hà Thanh Xuân, cũng như là để cho Hạnh Xuân cố gắng hơn, trau dồi hơn trong cái con đường ca hát của mình và nghề nghiệp của mình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn cháu. Vâng, Tiến Lập. Dạ, con chào chú. Con nghe chị Dân chia sẻ là chị Dân mê chú, rồi chị Dân đẻ con ra cũng giống chú. Con buồn mẹ con quá. Mẹ con mê chú lắm mà sao đẻ con ra không giống chú miếng nào đó. Chắc là mê chưa đủ. Dạ, chắc lúc đó là mê cái khác thôi, chứ còn tóc tai nào là không có mê lắm hay sao. Mà anh đừng có lo, chấp luôn cả chương trình phát sóng em cũng không có lo cái việc mà thằng con trai em giống anh nha. Tại vì ông xã em cũng là fan cuồng của anh.
Tụi em thì không giống BB Trần, có nghĩa là BB Trần khi nào thất tình rồi bắt đầu mới tìm đến nhạc của anh. Chứ còn tụi em không có thất tình, yêu nhau nồng cháy nhưng vẫn nghe nhạc của anh. Đó. Đâu có, ví dụ như tôi chẳng hạn, mỗi một người nghe nó sẽ cảm nhận khác nhau đấy. Yeah. Nó có thể là do ở mình đang ở trong cái trạng thái tâm sinh lý như thế nào thôi. Chứ còn ví dụ như chú nghe chẳng hạn BB Trần, yeah, chú đâu có cảm thấy sự não nề hay là buồn gì đâu. Cái lúc mà con biết tới chú Tuấn Ngọc là còn nhỏ lắm, lúc con mới có 8-9 tuổi à. Tuổi đó mà nghe chú hát có khi khóc luôn á. Cái thời của em mà những cái năm 80-90 á, tại chị Vân với anh Hoàng có nhớ cái thời đó đúng trong miền Nam, những cái quán cà phê nó cũng bình dân lắm, nó không có được, không phải là như những cái quán cà phê đẹp như bây giờ. Và thường thì nó sẽ có những cái băng cassette thì nhạc của anh Tuấn Ngọc này, chị Khánh Ly này, rồi anh Đức Huy, rồi em Khánh Hà, rồi em Viết Phương, nó nhưng những cái nhạc đó nó cứ theo luôn một cả thế hệ tụi em. Và hồi đó em nhớ là sau này khi mà em bắt đầu làm các chương trình á, thì mọi người bảo là mời anh Tuấn Ngọc là anh lạnh lùng lắm, anh không có dễ mời anh đâu, mà cái cách của anh nó lạnh lạnh thế nào. Và đôi khi mình cứ nghĩ chắc là anh này anh khó gần lắm, nhưng mà thật sự là ngày hôm nay anh mà tiếp xúc với anh trực tiếp ở đây thì mới thấy anh là một người rất là gần gũi và rất là đáng yêu, rất là dễ thương ạ. Thì tôi còn trẻ ai cũng kiêu căng hết, nhất là chưa biết gì hết. Nhưng mà tôi càng học hỏi thì tôi mới thấy là tự tin hơn nhưng mà lại bớt kiêu căng. Tự tin là vì tôi biết là nếu mà một người bình thường muốn học hỏi để đến chỗ của tôi đứng đây thì phải học hỏi ghê lắm. Nhưng mà đến cái nơi tôi bây giờ cũng chưa là cái gì hết. Thành ra tôi tự tin nhưng mà tôi không có dám tự phụ. Là vì người có tài thì nhiều lắm, mình không thể nào nói được. Mà âm nhạc có thể nói là bao la, càng học càng thấy mình không có biết gì hết. Thú thực với anh, tôi rất muốn kiêu căng, là vì khi mình kiêu căng là mình thấy mình giỏi lắm, mà mình không thấy mình giỏi thì mình đâu có dám kiêu căng. Cảm ơn ca sĩ Tuấn Ngọc. Thôi cho tóm lại cho nói cậu ơi, nghệ sĩ Minh Hoàng thôi. Vâng. À, thì bây giờ là ở trong cái chương trình Ký ức vui vẻ này, nhưng mà tôi cũng thật lòng nói với anh rằng dù anh cứ cho là anh hát hay không hát hay thì không biết, nhưng anh là ký ức trai trẻ của tôi. Wow. Vâng. Cho tôi bắt tay. Cảm ơn anh. Và chắc là của nhiều người lắm, những người đang theo dõi chương trình của chúng tôi trên sóng truyền hình. Và tôi nghĩ rằng là khán giả sẽ có những cái cảm nhận riêng cho chính mình và nhiều bài học, đặc biệt là các bạn trẻ, đúng không? Em cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Anh ơi, anh đến với chương trình Cứu Vui Vẻ, rất là cảm ơn anh. Và đây là một cái kỷ niệm chương trình gửi tới anh của Cứu Vui Vẻ. Dạ. Em dành cái chỗ này không ai vô được đâu. Là anh vừa mới đem đến một không khí thật là tuyệt vời. Dạ, chào anh. Thưa anh, là chương trình của chúng tôi có tên gọi là Ký ức vui vẻ, thì bây giờ tại đây chắc rằng anh cũng nhớ tới những cái ban nhạc ngày xưa của mình lắm ở Sài Gòn và những cái thời gian đó lắm, những kỷ niệm đó nhớ nhất với anh là gì ạ? Kính thưa quý vị, thập niên 70, nếu mà nói cho đúng ra đó là cuối 60 sang đến đầu thập niên 70, thì phong trào nhạc trẻ của Việt Nam rẽ sang một con đường riêng do hai anh Lê Hữu Hòa và Nguyễn Trung Cang đã tự viết nhạc cho cái ban Phượng Hoàng. Và em biết sự có cái may mắn là được gia nhập ban Phượng Hoàng từ thập niên 70. Thành thử ra những cái đại hội nhạc trẻ ở trường Ta Be thì ban nhạc Phượng Hoàng đã đánh dấu một cái cột mốc cho nhạc trẻ Việt Nam. Lúc trước những ban nhạc trẻ thì thường thường là lấy những cái bài hát mà nổi tiếng của nước ngoài và dịch lại lời Việt để hát. Nhưng mà riêng đối với Phượng Hoàng thì lúc đó hai anh Lê Hữu Hòa và Nguyễn Trung Cang đã tự đặt cho mình hát toàn là những cái bài của hai anh đó thôi. Cũng giống như hồi nãy là những cái bài như là Tôi Muốn, Yêu Người Yêu Đời và Thương Nhau Ngày Mưa là xuất phát từ hai người Lê Hữu Hòa và Nguyễn Trung Cang. Và nghe quá hay luôn anh. Vâng. Anh Phương ơi, anh Phương nhìn ra sau lưng kìa anh Phương. Đó. Đây là các ban nhạc Phượng Hoàng đấy ạ. Phương là đứng giữa đây anh. Bảo Hồng chú. Đây là Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Trung Vinh, Lê Huy và Lê Hữu Hòa. Rất là cảm ơn ban nhạc Phượng Hoàng đã mở đầu một cái thời kỳ mà có thể nói là tự lực tự cường đấy của các ban nhạc Việt Nam.
Trước đó thì toàn cover những bài của nước ngoài đúng không anh? Dịch và hát, còn đây là mình sáng tác và mình... Sáng tác. Anh có thể nói thêm một chút về những kỷ niệm với ban nhạc Phượng Hoàng được không? Cho chúng tôi nghe được không? Lúc đó thì Phương đang là ca sĩ của phòng trà Queen Bee. Thì một hôm Phương đến hát đó thì có một anh tự nhiên đến và giới thiệu rằng là tôi là nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Tôi muốn nhờ anh hát một cái bài hát này. Đây là cái bài hát động tay của tôi. Thì sau đó thì đưa cho Phương cái bài hát đó. Rồi thì Phương mang về tới chừng mà Phương hát ra rồi được á, thì khoảng chừng một tháng sau, Lê Hữu Hà trở lại gặp Phương ở Queen Bee và nói rằng là: Phương ơi, cảm ơn Phương rất nhiều. Cũng nhờ cái bài hát này, nhờ Phương hát mà bây giờ Hà lấy được vợ rồi. Bài hát đầu tay của anh Lê Hữu Hà. Và lúc đó thì anh Lê Hữu Hà có miếng ngỏ ý nói là: hay là bây giờ Phương gia nhập vào trong ban Phượng Hoàng. Thì trước khi mà Phương gia nhập vào ban Phượng Hoàng thì ban Phượng Hoàng đã có ca sĩ chính, đó là nhạc sĩ Duy Quang. Phương là người thứ hai, nhưng mà bắt đầu từ đó cho tới bây giờ thì Phương chỉ là người duy nhất hát nhạc của Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Căn. Và anh có nhớ đấy là năm bao nhiêu không anh? 70. Năm 70, 71. Khoảng 70, 71. Dạ. Vâng. Dạ. Đấy, và sau đó là cứ thế liên tục. Cứ thế liên tục. Ban nhạc Phượng Hoàng. Dạ. À. Những cái ký ức nua về ngay đúng không? Những cái bức ảnh này. Đây là bức ảnh cũng của ban nhạc Phượng Hoàng ấy. Dạ. Phương đây. Vâng. Nguyễn Trung Vinh. Nguyễn Trung Căn. Rồi anh đây là Châu. Và đây là Lê Hữu Hà. Cái tấm này á, nhìn hình ảnh của chú Elvis rất là giống ông hoàng Elvis Presley trong cái hình ảnh này ạ. Elvis Presley là thần tượng của Elvis Phương đó. Cho phép con được bày tỏ một cái lòng ngưỡng mộ, tại vì thực sự là nhìn những cái tấm hình như vậy bọn con thấy rất là cảm động và nó truyền cho mình rất là nhiều cảm hứng. Tại vì con với Duy ngồi đây là một cái lứa sàn sàn như nhau, và bọn con nghĩ là nếu mà 20 năm nữa mà bọn con nhìn lại những cái tấm hình như vậy thì chắc chắn là không thể nào bằng chú được, bởi vì chú quá là xuất sắc, nhìn những cái tấm hình chú phong độ vô cùng luôn, mà bây giờ nhìn chú vẫn rất là trẻ. Con chúc chú luôn luôn có sức khỏe như vậy. Và ôi, cảm ơn Hương. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Hương. Quang Linh, vâng, xin mời. Dạ, vợ em muốn nói gì? Xin mời Hồng Vân. Đúng là anh giữ được phong độ quá lâu. Anh còn nhớ cái công trình mà của hai anh em mình cách đây gần 20 năm không anh? Quả câu nhỏ nhỏ cài vỏ vân vân. Nay anh học gần, mai anh học xa. Lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18. Thiếp đã năm con ra đường, thiếp hãy con son về nhà thiếp đã. 1, 2, 3, 4, 5 con mà cùng cha. Thưa quý vị, năm 1998 thì Elvis Phương về Việt Nam để quay một cuốn video từ Bắc vào Nam, và trong đó có hát chung với lại Hồng Vân hai bài lận. Nhưng mà cái bài mà được người ta yêu thích đó là bản Quả Cầu Gió Bay. Quả Cầu Gió Bay. Và tiếp theo là Quả Cầu Nho Nhỏ đó. Ngày trước nha, có một cái chi tiết là khi mà Phương quay cái đó, chàng nhà bên đây, nàng nhà bên đây, thì chàng và nàng chuyên môn là hẹn hò lén lút cùng nhau để mà trốn cha mẹ đi chơi. Thì có cái màn là nàng sẽ phải leo lên cái bờ tường đó và chàng đứng ở dưới chân bông nàng vậy đó, rồi chạy xuống. Ôi, 20 mấy năm bây giờ anh ấy vẫn như thế này, còn nàng, trời ơi, ai mà dám bồng tôi nữa, trời ơi. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Elvis Phương đã đến với chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Chúc anh giữ mãi được phong độ như này, tuyệt vời lắm. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến với chúng tôi. Lại bản thân Elvis Phương xin trân trọng kính chào.